Xin chào mọi người, mình là Hồng Minh. Hôm nay thì mình đang ở Đà Lạt, ngay chỗ mà ngay trung tâm Rạp Hát Hòa Bình. Thì tại đây thì đang có tổ chức một cái sự kiện là giải thi cho barista, là giải thi về rang, grill và đồ uống sáng tạo. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người về những cái giải thi như vậy. Đây là một cái giải thi thường niên nha. Năm 2019 mình đã từng là giám khảo và năm nay năm 2022 cái khoảng cách nó xa là do là mình bị hạn chế vì dịch bệnh, nhưng mà trong tương lai thì chắc là sẽ có những nhiều giải thi như vậy hơn. Thì họ sẽ có những cái quầy station để phục vụ cho những cái khách tham quan á, họ trải nghiệm về những cái đồ uống về cà phê nè. Rồi đây là mình giới thiệu cho mọi người, đây là cái mẫu cà phê đặc biệt nha. Đây là mẫu cà phê hấp. Cà phê này hấp. Cái màu sắc cà phê sau khi hấp xong y như là cà phê decaf vậy. Nó sẽ có một cái màu gọi là màu xám đen nhẹ. Và sau khi rang lên thì mình sẽ trải nghiệm qua một hương vị mới. Dạ. À đúng rồi, mọi người có thể quét cái mã QR code này nha. Mã QR code này để mình xin, để mình chèn vô cái link. Hiện tại thì bắt đầu khán đài sự kiện nó diễn ra sự kiện rồi, do đó thì âm thanh nó hơi ồn một tí. Đây là những cái quầy station phục vụ về cà phê, đây là máy pha cà phê. Mọi người có thể trải nghiệm về hương vị cà phê khác nhau của những cái nhà rang khác nhau. Hôm qua thì các thí sinh hỏi thi về cái con rang máy rang mẫu của Vina Nha Trang. Con này khá là chất lượng nha, nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ thì như mọi người thấy đây là cái khán đài để thi nè. Hôm nay thì các thí sinh họ sẽ thi rewind, là họ sẽ pha những cái cà phê mà ngày hôm qua đã rang. Đây là cái khán đài mà. Mọi người thấy là không khí việc hiện tại thì bây giờ cũng bắt đầu là sum sum lên rồi, và các thí sinh cũng dần di chuyển vô khu vực để thi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thông qua những cái clip này thì mình muốn chia sẻ cho mọi người, các bạn barista là với những người mà đang có làm về ngành cà phê cũng như là có đam mê với cà phê á, thì mọi người có thể gửi gắm cái niềm đam mê của mình thông qua những cái giải thi như vậy. Và trong tương lai thì chắc chắn ở Việt Nam mình sẽ tổ chức rất là nhiều giải thi thường niên như vậy. Đây là cái giải thi về trade-off. Ngoài ra thì có những cái giải thi food-trailing của Đặng Lâm này và barista. Giải thi này thì sẽ tập trung vào rang và rewind, là cảm nhận giác quan hương vị cà phê nhiều hơn. Hiện tại như là ở phía trên kia là mà đang là setup một cái quầy cupping. Hồi nãy quên giới thiệu cho mọi người, giới thiệu thêm cho mọi người, đây là cái quầy cupping nha. Quầy cupping này á, là để cho các khách tham quan và các bạn thí sinh barista họ có thể cupping và thử nếm những cái hương vị cà phê của các mẫu rang của ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì rất là căng thẳng tại vì 18 thợ rang, 18 roster họ rang, và xuyên suốt máy rang hoạt động xuyên suốt khoảng 6 tiếng đồng hồ mới xong được 18. Một vòng rang như vậy là 3 người. Rồi đó là những cái mà mình chia sẻ ngắn gọn cho mọi người, hy vọng rằng nó đầy đủ thông tin và nó có thể gửi gắm đến những cái bạn mà đang tìm hiểu về cà phê và mong muốn đam mê và trải nghiệm về những cái giải thi như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.